Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với live stream của Dĩ Việt Nam. Vâng, cứ đến thứ sáu hàng tuần thì chúng ta sẽ đến với những trận công thành chiến siêu kinh điển tại cung đài này, mảnh đất của những cuộc chiến, mảnh đất của những giao tranh. Em thấy được rằng ngay lúc này tại chiến trường của Lâm An là sự xuất hiện của em bằng Kim Long và cả biển gọi nữa. Họ chuẩn bị giao tranh cùng với nhau ở trong trận chiến đầu tiên này. Ngoài ra chúng ta còn thêm sự hiện của em bằng Ma Giáo, Lương Sơn và huynh đệ nữa. Còn năm bang hội sẽ cố gắng chia miếng bánh béo bở của cuộc đài này thành 7 phần. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi suốt 60 phút để đón chờ những màn giao tranh của các thế lực ở trong server cuộc đài chúng ta. Rất sớm từ lực lượng của Kim Long và cá biển gọi đã có mặt tại chiến trường của Lâm An này. Trong khi đó thì tại mảnh đất của khu vực Biện Kinh, vâng, Biện Kinh, ngay lúc này tại Biện Kinh, khi tiếng còi của trận đấu bắt đầu vang lên thì bằng Ma Giáo đã có mặt tại Biện Kinh rồi. Anh em bằng Ma Giáo đang tập trung tại Biện Kinh chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chuyển màn hình đi sang phía khu vực của Lâm An, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh giữa Kim Long và Biển Gọi ở những phút đầu tiên này. Vâng, cảm ơn tất cả anh em đang ngồi theo dõi live stream Việt Nam. Vâng, trên bảng của quý vị thì lực lượng màu tím của Kim Long đã bắt đầu tàn sát đi những áp cuối cùng của Biển Gọi rồi trong trận đấu đầu tiên này. Nhưng ở bên ngay cạnh đó thì ở chiến trường của Biện Kinh là cuộc đối đầu của Ma Giáo và huynh đệ. Vâng, hai đầu cầu của chúng ta. Khi ở phía bên chiến trường của Lâm An là cuộc chiến của Biển Gọi và Kim Long, thì cuộc chiến ở Biện Kinh giữa Ma Giáo và huynh đệ đang được diễn ra. Hôm nay thì chúng ta nhận được một tin vô cùng mới mẻ khi những lực lượng nòng cốt của Lương Sơn đã quyết định quay trở lại và gia nhập cùng với Ma Giáo để chuẩn bị cho cuộc đua top 60 ngày đang diễn ra tại cung đài này và những cuộc đua top quả huy hoàng. Vâng, và khi Lương Sơn đã sát nhập lại cùng Biển Gọi thì sức mạnh của Ma Giáo đã sẽ lên một tầm cao mới rất nhanh thôi. Ở ngay phút đầu tiên thì anh em bằng Ma Giáo đã dễ dàng có thể đẩy lui lại lực lượng của huynh đệ tại chiến trường của Biện Kinh này. Chúng ta lại thấy được một Ma Giáo với một luồng sinh khí cực kỳ mới mẻ anh em ạ. Một Ma Giáo đầy sức sống. Cảm ơn tất cả các đồng chí gọi live stream của Việt Nam. Vâng, vậy là đội quân của Ma Giáo họ đã bắt đầu đẩy quân ra để bít chặt cái cổng đệ rồi. Vâng, cuộc chiến của chúng ta vẫn không dừng lại khi liên tiếp là những pha quấy phá đến từ huynh đệ. Ma Giáo đã đưa đội hình của mình từ hướng khu vực ngã tư 12 giờ và quay trở lại với lòng trụ của Biện Kinh. Vâng, hôm nay thì mảnh đất Biện Kinh và Lâm An sẽ là những mảnh đất sẽ xảy ra sóng gió khi liên tiếp là các pha giao tranh được tạo nên. Hôm nay thì chúng ta sẽ còn hai đại bang chinh chiến cùng với hai đại bang khác. Khi anh em bang Ma Giáo đang ở chiến trường Biện Kinh, còn anh em bằng Kim Long họ đã đẩy lùi được Biển Gọi tại Lâm An. Các thành viên của họ đang có mặt rất đông ở phía khu vực trung tâm của Long Trụ này. Vâng, trong khi đó chúng ta cùng quay trở về Biện Kinh. Cuộc chiến Biện Kinh vẫn chưa dừng lại khi một lần nữa Yến Nam Thiên cùng với 120 anh em của mình đã quay trở lại với Biện Kinh rồi. Vâng, họ quyết tâm cố gắng có thể giữ lại Lâm An của mình. Thì trong tuần trước thì Lâm An này nằm trong tầm kiểm soát của huynh đệ. Nhưng hôm nay Ma Giáo đang muốn lấy đi tất cả những gì huynh đệ đã có trong tuần trước. Họ đã quay trở lại với cuộc đua ngày hôm nay, cuộc đua trong sự kiện Tất Thành Đại Chiến với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 100 triệu đồng của Dĩ Việt Nam. Những tháng ngày trước, một tháng trước 14 trận đại chiến, Ma Giáo đã có một thời chung đua rồi. Điều này khi những cánh chim của Biển Gọi đã quay trở về, của Lương Sơn quay trở về, thì Ma Giáo đang sống lại. Ma Giáo đã tái sinh tại trận chiến ngày hôm nay từ những nhân vật hàng đầu như Hải Quay Xe, Chí Mộng Duy hay LS Không Duy cùng anh Tuấn Bảo, những thành viên cốt cán của bang hội Lương Sơn đã quay trở về sát cánh cùng với anh em bằng Ma Giáo trong trận chiến này. Vì thế thì sức mạnh của Ma Giáo đã đẩy lên một tốc độ phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Khi ở trong những trận đấu vừa qua, họ dễ dàng có thể lù nát đội hình của huynh đệ. Bang hội có số lượng cực kỳ đông đảo khi sự sát nhập của anh em bằng Giang Hồ và anh em bằng Ngáo nữa. Vâng, chào Đỗ Anh Kiệt, chào tất cả anh em đang theo dõi live stream của Việt Nam.
và anh em có thể dành tay thả những cái tim như thế này để ủng hộ cho tinh thần thi đấu của Bác Hội trong trận chiến này. Trong khi đó thì tại chiến trường của Biện Kinh, chúng ta chuẩn bị đón chờ cuộc giao tranh của các bang hội giữa Kim Long và Biển Gọi, khi Kim Long đã đưa quân ra khá xa khu vực đầu hẻm 3 giờ này. Hôm nay thế trận đã quay trở về với 2-2 khi em bằng Lương Sơn đã bổ sung nhân lực của mình vào cùng với Ma Giáo, sẽ bớt đi một bang hội nhưng sức mạnh của Ma Giáo sẽ đẩy lên một tầm cao mới. Hiện tại bây giờ họ đang thể hiện rất tốt ở trong phút đầu tiên của trận công thể chiến ngày hôm nay. Vâng, quá khó cho huynh đệ trong buổi đấu ngày hôm nay khi lực lượng của Ma Giáo đã có thể quy tụ được toàn bộ những lực lượng tinh nhuệ ở trong server rồi. Họ đang làm rất tốt nhiệm vụ tàn sát đến những thành viên của huynh đệ ở chiến trường của lợn của Biện Kinh này. Trong khi đó chúng ta cùng chuyển màn hình sang phía khu vực chiến trường của Lâm An. Anh em bằng Biển Gọi, số lượng Biển Gọi hôm nay tham gia trận chiến này cũng cực kỳ đông đảo. Họ đang đưa quân vào từ hướng khu vực 3 giờ, vòng xuống 6 giờ rồi. Và Biển Gọi sẽ sẵn sàng cho cuộc chiến với Kim Long tại Lâm An. Trong khi đó thì Ma Giáo đã đưa quân ra phía khu vực 6 giờ, sau khi đã có thể thành công trong công cuộc cưa đổ được long trụ của thành Biện Kinh, thì các thành viên của Ma Giáo họ đã tiến ra rất xa phía khu vực giáp danh giữa Phượng Tường và Biện Kinh này. Và chắc chắn rồi, nơi đây sẽ có những cuộc giao tranh nổ ra. Vâng, chào mừng tất cả em đang theo dõi live stream từ Việt Nam. Chúng ta cứ đến thứ sáu hàng tuần sẽ đến với cùng một đài, sẽ đến với mảnh đất của những cuộc chiến. Vâng, đây rồi, đây là những gì mà tôi đã nói ở chiến trường của Lâm An, khi một lần nữa cuộc đụng độ giữa Biển Gọi và Kim Long được diễn ra. Khi trên bảng của quý vị thì màu xanh đang sử dụng của Biển Gọi, còn màu tím là sử dụng của Kim Long, một trong những bang hội thiện chiến bậc nhất tại cuộc đài này đang giao tranh cùng với nhau. Và trong trận đấu này, anh em bang Kim Long tiếp tục thể hiện được sức mạnh hủy diệt của mình khi đã đẩy lùi được em bang Biển Gọi chỉ trong vòng tầm có 5 giây mà thôi. Lực lượng của Kim Long vẫn đang làm tốt nhiệm vụ phòng thủ tại chiến trường của Lâm An này. Biển Gọi đã tấn công không ngừng nghỉ rồi, nhưng họ không thể nào có thể khoan tùng những hàng phòng thủ của Kim Long. Nhưng chúng ta đã thấy được cuộc chiến ở Phượng Tường rồi, sau khi đã có thể cưa đổ được long trụ của Biện Kinh thì bây giờ Ma Giáo tiếp tục đưa đội hình của mình tấn công sang chiến trường của Phượng Tường, thành trì có số điểm cao nhất trong công thành chiến của ngày hôm nay, 4 điểm. Vâng, đã có một cuộc giao tranh được nổ ra ở phía khu vực đầu hẻm 9 giờ. Lần này thì màu xanh là em bằng Ma Giáo và màu tím này em bằng Huynh Đệ. Và giống như trận đấu trước, hỏa lực của Ma Giáo đang được thể hiện một cách rõ ràng. Vâng, một sức sống mới, một làn gió mới khi anh em bằng Lương Sơn đã quyết định quy tụ lại cùng với Ma Giáo. Vâng, rất nhanh thôi, toàn bộ lực lượng Huynh Đệ đã bị đẩy nát bởi đội hình em bằng Ma Giáo. Một sức mạnh hủy diệt đang được tạo nên tại chiến trường của Biện Kinh và đến bây giờ là chiến trường của Phượng Tường. Ma Giáo đang tiếp cận và làm tốt nhiệm vụ công phá của mình. Trong khi đó thì tại phía khu vực của chiến trường Lâm An, Kim Long đang phòng thủ rất tốt, nhưng họ phải cẩn thận bởi vì sắp tới đây, sau khi đã cưa đổ được Phượng Tường rồi, rất có khả năng thì anh em bằng Ma Giáo sẽ sẵn sàng cùng với Biển Gọi để tấn công vào Lâm An này. Và cảm ơn tất cả những khán giả thường xuyên theo dõi live stream Việt Nam. Chúng ta đang đến với trận công thành chiến ở cùng mọi đài này. Vâng, vậy là Long Phi, một thành viên của anh em bằng Ma Giáo, vâng, một trong những điểm sáng tại chiến trường của Phương Tường lúc này, đã có thể cưa đổ được long trụ của Phương Tường rồi. Bây giờ thì những cánh quân của Ma Giáo họ tiếp tục đưa đội hình của mình di chuyển hướng của Biện Kinh, từng đoàn người còn đang chạy đua thời gian để tìm cách công phá đi thật nhiều thành trì. Hiện tại thì đang là cuộc đua tốc 60 ngày các bang hội. Việc cưa đổ được nhiều thành trì nhất thì sẽ giúp cho các thành viên của họ sẽ có được một lượng EXP cực kỳ dồi dào. Vâng, Ma Giáo đang tiến về hướng Biện Kinh. Em thấy được rằng sự di chuyển của Ma Giáo hôm nay có thể nói là nhịp nhàng rồi, khi những nòng cốt của Lương Sơn đã quyết định sát nhập vào cùng với Ma Giáo để lấy lại những Ma Giáo cực kỳ hào quang ở trong tháng ngày trước đây. Vâng, vậy là chỉ đúng lúc nhấp nhà đi qua Biện Kinh mà thôi. Và bây giờ đội hình của Ma Giáo họ đang di chuyển về hướng của Dương Châu từ phía 12 giờ của Biện Kinh này. Vâng, đi đầu là Thái Hổ Báo. Vâng, một cái tên có thể nói lên đội Hổ Báo của anh em bang Ma Giáo anh em ạ. Rất đông những thành viên của Ma Giáo đang di chuyển một cách mau lẹ. Vâng, họ đã bước được sang đất của Dương Châu rồi.
Trong khi đó thì Kim Long vẫn đang yên ổn tại chiến trường của Lâm An này. Và có lẽ bây giờ thì biển gọi đã chuyển mục tiêu sang một thành trì khác rồi. Vì thế anh em bang Kim Long có thể có những phút nghỉ xả hơi tại chiến trường Lâm An này. Nhưng đó không phải tất cả, bởi vì chờ đợi họ sắp tới sẽ là cuộc chiến của Ma Giáo, khi Ma Giáo đã có thể cưa đổ được long trụ của Biện Kinh và cả Phượng Tường nữa. Lực lượng của Kim Long đang có mặt tại chiến trường của Lâm An này. Có lẽ chưa thể đạt tới số lượng đông đảo như mọi ngày, nhưng thế là quá đủ cho một cuộc chiến rồi. Thành viên của Kim Long, đoàn quân tinh nhuệ của họ đã sẵn sàng tham gia một chuyến này. Trong khi đó thì đội quân của Biển Gọi, đội quân của Ma Giáo, họ đã bước sang đất Lâm An rồi, di chuyển từ Phượng Tường qua Biển Kinh, và đến bây giờ thì họ đã sang Lâm An. Còn Lâm An thì chắc chắn có giao tranh em ạ, khi tôi thấy được cả sự xuất hiện của em bằng Biển Gọi nữa. Biển Gọi đang tập trung ở khu vực 3 giờ. Trong khi đó thì Ma Giáo đã có thể tiếp cận được ngã từ 6 giờ rồi. Rất khó cho Kim Long ở trong bài toán này. Họ chuẩn bị sẽ thành một lát trả để cho hai bánh, những bánh mì có thể kẹp vào. Miếng bánh mì lần này sẽ là Biển Gọi và anh em bằng Ma Giáo. Các bằng hội sẽ tập trung cho chiến trường của Lâm An ngày hôm nay. Đây, đội hình của Ma Giáo đã, đội hình của Kim Long đang tập trung ở phía khu vực 6 giờ này. Nhưng họ đâu biết rằng là tại ngã tư 3 giờ thì Ma Giáo tập trung rất đông rồi. Ma Giáo đang tập trung rất đông tại ngã tư 3 giờ. Trong khi đó thì Biển Gọi đang phòng thủ ở phía khu vực bên ngoài. Họ đang ngăn chặn những bước tiến của huynh đệ bổ sung cho chiến trường Lâm An này. Có lẽ chưa nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm nên anh em bằng Kim Long vẫn đang tập trung và phòng thủ phía khu vực 6 giờ này. Trong khi đó thì Ma Giáo đã đưa quân ra phía khu vực gần tới 12 giờ rồi. Vâng, cảm ơn tất cả em đồng theo dõi live stream của Việt Nam. Vâng, Biển Gọi đang đưa đội hình của mình tập trung ở phía khu vực 12 giờ, họ chuẩn bị tiến công trở vào. Vâng, vậy là sẽ có một cuộc tấn công của Biển Gọi hướng 12 giờ rồi. Những cánh quân đầu tiên của Biển Gọi đã tiếp cận được phía khu vực đầu hẻm 12 giờ. Vâng, một đoàn người từ sự chú ý anh Quát Vân Trường đã tiến vào hướng 12 giờ rồi. Bắt đầu có những xung đột nhỏ lẻ xảy ra. Vâng, huynh đệ đang ở phía bên trong ạ, huynh đệ đang bên trong. Vậy là không chỉ Kim Long mà cả huynh đệ có mặt ở Biển Kinh này, Lâm An này rồi. Những phút tới đây thì tại đất Lâm An này sẽ là cuộc giao tranh cực kỳ nóng bỏng, khi Biển Gọi đã là bít cánh cổng 3 giờ rồi. Biển Gọi đã bít chặt cánh cổng 3 giờ đây rồi. Kim Long không thể tiến vào được hướng này. Và lực lượng của Biển Gọi đang vô cùng đông đảo anh em ạ. Trong khi đó thì cuộc chiến ở vòng ngoài, cuộc chiến giữa anh em bằng Ma Giáo bây giờ đang diễn ra ngay phía khu vực sát cổng 3 giờ này. Vâng, ở phía trung tâm đầu hẻm 3 giờ là cuộc chiến của Biển Gọi và Kim Long. Thì cuộc chiến ở phía khu vực vòng ngoài là cuộc chiến giữa Ma Giáo và huynh đệ. Vâng, Ma Giáo đang tạo những chốt chặn phòng thủ cực kỳ vững chãi để cho Biển Gọi có thể dễ dàng ở phía bên trong solo cùng với anh em bang Kim Long. Hôm nay chúng ta sẽ không có 5 bang nữa. Hôm nay chúng ta sẽ có 4 bang, nhưng sẽ là sự tinh nhuệ tối đa để những bang hội. Vâng, Biển Gọi đang thể tiếp cận được long trụ của Lâm An rồi. Lâm An sẽ rất có thể khó phòng thủ trong phút tiếp theo. Vâng, Kim Long đã có thể khoan thủng những hàng phòng ngự của Ma Giáo ở phía khu vực 3 giờ này. Nhưng thời gian còn lại sẽ còn rất là nhiều. Gần như thành Lâm An này, long trụ sẽ bị Biển Gọi cưa đổ thôi. Bởi phía bên ngoài, huynh đệ và Kim Long vẫn chưa thể khoan thủng được những hàng phòng thủ nhiều lớp đến từ anh em bằng Ma Giáo. Lực lượng của Biển Gọi hôm nay tham gia một cuộc chiến này quá đông. Họ đã sống lại trong những tháng ngày gần đây, có sự bổ sung của rất nhiều hào kiệt. Những cánh quân của Biển Gọi như anh em đã từng chinh chiến anh Quan Vân Trường ở bên Sydney đã quay trở lại. Thế Biển Gọi và thêm cả Ma Giáo nữa. Vâng, cả Ma Giáo đã có mặt tại phía khu vực 6 giờ đây rồi. Đúng, hàng phòng thủ hai lớp đã được dựng lên thì Biển Gọi có thể tập trung công phá đi long trụ. Còn Ma Giáo vẫn đang làm tốt nhiệm vụ cản bước tiến công đến từ Kim Long và huynh đệ. Vâng, những sự bổ sung thích hợp đến từ Lương Sơn, giống như luôn gió có thể thổi bước lại luôn sinh khí của Ma Giáo trong trận đông đầy chiến ngày hôm nay. Vâng, chào tất cả đồng theo dõi live stream Việt Nam. Chúng ta đang đến với trận công thành chiến của Cổ Mộ Đài. Trận công thành chiến
được diễn ra vào 20:30 thứ 6 hàng tuần. Vâng, những cánh quân của Kim Long và huynh đệ hôm nay, họ đã hiểu thế nào là ma giáo, họ sẽ hiểu thế nào là biển gọi. Thì lực lượng của Liên minh màu xanh hôm nay đã tỏ ra có phần lấn át hơn ở trong những trận giao đấu vừa qua. Hầu hết thì trong các cuộc giao tranh chỉ tầm khoảng 5 đến 10 giây thôi thì ma giáo biển gọi dễ dàng có thể đẩy lùi được Kim Long và cả huynh đệ nữa. Trận chiến của chúng ta đang được diễn ra với tốc độ vô cùng là cao. Sự phối hợp nhịp nhàng đến từ biển gọi và ma giáo rất lâu rồi, điều mà chúng ta mong chờ trong mỗi trận công thành chiến. Ma giáo đã sống lại rồi, ma giáo đã sẵn sàng quay trở lại với cuộc đua của thất thành đại chiến. Sự kiện được tạo ra bởi Zip Việt Nam với tổng giải thưởng lên tới cả 100 triệu đồng, 20 triệu đồng, 3 triệu đồng và 3 dư hoàng kim một phái cho bảng hội đầu tiên. 20 triệu đồng và 2 dư hoàng kim cho bảng hội đứng thứ hai và 10 triệu đồng và 1 dư hoàng kim một phái cho bảng hội đứng thứ ba. Vâng, sau khi đã công phá được lòng trụ của thành Lâm An bởi Ly Giang, thì thành viên ma giáo họ đang di chuyển về phía khu vực của Dương Châu. Các thành viên ma giáo họ đang tiếp cận chiến trường của Dương Châu từ lúc 12 giờ. Hôm nay thì sẽ rất là khó khăn, giống như Hải Bùi đã từng nói ở trên cộng đồng mua bán của Zip Việt Nam, thì hôm nay sẽ là một đêm không ngủ và sẽ là những giây phút khó lờ dành cho chị Huyền hay những thành viên đến từ bang hội Kim Long. Bởi vì sự trở lại của ma giáo, họ đã thức tỉnh vào những giai đoạn then chốt trong sự kiện thất đại chiến lần này. Trong khi đó, chúng ta cùng quay sang với chiến trường Biển Kinh. Các thành viên của biển gọi họ đang tập trung ở phía vực 6 giờ này để chuẩn bị cho những cuộc giao tranh. Sau khi đã công phá được Phượng Tường, Lâm An đến bây giờ tiếp tục là Biển Kinh nữa. Liên minh giữ vững biển gọi, ma giáo đang tạo cuộc tấn công không ngừng nghỉ. Trong đó tại chiến trường Tương Dương, anh em bảo huynh đệ Bona Pet đã có thể công phá được lòng trung tuần. Sự trở lại lúc này của anh em bạn Hương Sơn có thể nói là cực kỳ hợp lý. Và ma giáo đã tái khởi tại cuộc đài này một lần nữa bằng sức mạnh hủy diệt của mình. Sức mạnh có thể kể đến ở trong những trận đấu vừa qua, thì hôm nay Kim Long huynh đệ đã không thể nào có thể cản phá được những cuộc tấn công liên tiếp đến từ ma giáo và mình gọi luôn. Hết thành phương tiện Lâm An, đến bây giờ thành Biển Kinh cũng đã thất thủ rồi. Tiếp tục là sự tấn công của mình gọi sang chiến trường của Phương Tương một lần nữa. Họ đang đưa đội hình của mình di chuyển từ hướng 12 giờ đi vào. Vâng, ma giáo một lần nữa thì chúng ta lại được thấy ma giáo cực kỳ mạnh mẽ và chuẩn bị sẽ có một cuộc giao tranh tại đất của Phượng Tường này. Kìa, phía bên trong là đội hình em bằng Kim Long và sẽ xuất hiện những sự tấn công đến từ ma giáo. Thì ma giáo đã sẵn sàng ở phía khu vực 12 giờ này rồi. Kim Long đang có mặt rất đông tại phía khu vực trung tâm của Long trụ Phượng Tường này. Họ đang cố gắng phòng thủ cho Long trụ huynh đệ, một đồng minh thân cận của em bằng Kim Long trong những tháng ngày vừa qua. Cảm ơn tất cả những người theo dõi live stream. Ngoài em có thể thả những nút like, những nút tim để ủng hộ cho tinh thần thi đấu của ba hội chúng ta. Họ đang cống hiến cho khán giả một trận công thành chiến có thể nói là cực kỳ máu lửa vào thời điểm hiện tại. Vâng, vậy là huynh đệ đã quyết định đưa quân của mình bỏ Phượng Tường rồi. Huynh đệ đã bỏ Phượng Tường vào trong tay của ma giáo để di chuyển hướng của thành đô. Vâng, có thể nhắm đến rằng trong cuộc chiến này thì huynh đệ rất khó để có thể đôi công 1-1 cùng với anh em bằng ma giáo được. Liên sự rút lui như thế này sẽ là một phương án hợp lý ở trong chiến thuật dành cho huynh đệ. Các thành viên của huynh đệ đã tiến sang đất thành đô, một pha đổi trụ. Thank you.
Đây sẽ là những giây phút để cho các bang hội có đi công phá thật nhiều thành trì để có mang thể lượng EXP cực kỳ lớn cho các thành viên đua top của họ. Vâng, đây rồi, chúng ta đã thấy Lương Sơn rồi. Một đội hình của Lương Sơn đang có mặt tại Tương Dương. Vâng, một đội hình chính là đã sát nhập vào cùng với Ma Giáo. Còn một những đội hình phụ thì đang tập trung ở Tương Dương. Em bằng Lương Sơn, họ vẫn tham gia vào cuộc chiến này. Trong khi đó thì các thành viên của huynh đệ đang tập trung tại phía Long Trụ của Thành Đô này. Ở một diễn biến khác thì lực lượng của anh em bạn Kim Long, Kim Long đang đưa quân vào phía vực của Lâm An. Chúng ta đang thấy anh Lâm Xung Đế SK, một trong những trưởng lão, một trong thành viên cốt cán của Kim Long đã có mặt tại đất Lâm An rồi. Ok, cảm ơn Nguyễn Thành Vũ. Vậy là hiện tại thì trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ SEA Games đang diễn ra được với kết quả là 3-0, một kết quả rất có lợi dành cho Việt Nam ở trong trận đấu tiếp theo. Và trận chiến của anh em đang có mặt ở trong server của mùa này này đang diễn ra nóng bỏng không khác gì ở trong trận bóng đá đó. Hôm nay thì chúng ta đều thấy được rằng những cuộc chiến vô cùng là khốc liệt của các bang hội. Một tuần chúng ta chờ đợi chỉ một trận công thành chiến này mà thôi, một trận công thành chiến có thể nói là vừa lòng để cả những khán giả khó tính nhất. Rồi tấn công không ngừng nghỉ đến từ các bang hội của chúng ta. Vâng, lực lượng của anh em bằng huynh đệ họ đã duy trì ở Thành Đô sang hướng của Phượng Tường rồi. Vâng, và đã có một cuộc giao tranh nhỏ lẻ của Ma Giáo tại Thành Đô đây, tại điểm giáp danh giữa Phượng Tường. Và sức mạnh hủy diệt của Ma Giáo một lần nữa được thể hiện ở trong trận đấu này. Vâng, những cánh quân xuất hiện tại Phượng Tường của anh em bằng huynh đệ lần lượt phải biến mất. Đây sẽ là cuộc chiến 2-2 thôi, khi anh em bà Lương Sơn, những đồng cốt đã sát nhập cùng với Ma Giáo rồi. Đội cánh quân của Kim Long đang tiến sang phía một đại lý rồi. Trong khi đó thì đội hình của anh em bà Lương Sơn, Lương Sơn đã di chuyển từ Tương Dương và hướng sang đất của đại lý. Trong khi đó thì Ma Giáo đã có thể tiếp cận được chiến trường của Thành Đô. Đây là sự định hướng diện của Ma Giáo được tạo nên vừa qua, sự quay trở lại của Ma Giáo, sự quay trở lại của một trong những đại quân thiện chiến bậc nhất của cuộc đời này. Một đại quân trong mọi cuộc chiến của chúng ta đã có mặt. Em bằng Kim Long, họ đang ở đại lý này. Giống như những bó đũa vậy, nếu bỏ ra thì Lương Sơn và Ma Giáo sẽ vô cùng là dễ dàng và yếu ớt. Nhưng khi Lương Sơn đã sát nhập vào cùng với Ma Giáo rồi thì sức mạnh của họ sẽ nâng lên một tầng cao mới. Chúng ta sẽ thấy được rằng Ma Giáo sẽ mạnh mẽ như thế nào, giống như cách mà họ tiến tới cuộc đời này ở những tháng ngày đầu tiên. Cảm ơn tất cả đồng theo dõi live stream của Đức Việt Nam. Ok anh em. Tiếng gọi đang có mặt ở tại Tương Dương này rồi. Tương Dương chuẩn bị có chiến tranh em ạ, khi chúng ta đã thấy sự xuất hiện của bằng Kim Long tại Tương Dương này. Đội hình Kim Long đang tiến vào thứ 3 rồi. Phía
bên trong này thì rất nhiều thành viên của biển gọi và ma giáo. Cuộc chiến ở Tương Dương chuẩn bị được nổ ra. Cả biển gọi ma giáo nữa, rất khó để cho Kim Long có thể công phá đi được Long Trụ này khi nó đang nằm trong tầm kiểm soát của Lương Sơn. Khả năng cao thì anh em bằng ma giáo và biển gọi sẽ tập trung phòng thủ cho chiến trường của Tương Dương này. Rất đông thành viên của ma giáo đang có mặt tại ngã tư đầu hẻm 3 giờ này. Vâng, đã có một cuộc xung đột được nổ ra giữa thành viên của Kim Long và ma giáo. Vẫn tiếp tục là màu tím của Kim Long tiến vào từ hướng 3 giờ này, nhưng họ không thể nào tiến vào được. Một hàng phòng thủ vô cùng vững chãi được ma giáo dựng lên tại phía khu vực 3 giờ này. Họ đã di chuyển hướng 6 giờ rồi, sau khi nhận thấy một pha thay đổi chiến thuật đến từ Kim Long. Trong khi đó thì biển gọi cũng đang tập trung ở phía khu vực 12 giờ của Tương Dương này. Thành Tương Dương thì khả năng cao sẽ bất tử đầu tiên ở trong trận chiến ngày hôm nay bởi sự bao bọc của anh em bằng ma giáo và biển gọi. Cách tốt nhất để có làm giảm đi lượng tích lũy của anh em bằng Kim Long huynh đệ sẽ là chặn những bước tiến của Kim Long huynh đệ ở trong những trận chiến như thế này. Sẽ là những phút giây khó thở dành cho chị Huyền của những người anh em đến từ Kim Long. Sau những tuyên bố và nói hùng hồn của Hải Bùi, Hải Phu Ma ở trên cộng đồng của bán dịch Việt Nam, không lấy làm gì bất ngờ khi trong thi đấu vừa qua, anh em bằng ma giáo và biển gọi đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong mỗi cuộc chiến. Ngày hôm nay chúng ta đã không thể thấy được sự tinh nhuệ của Kim Long và hủy diệt nữa rồi, bởi vì ma giáo đã lớn mạnh không ngừng. Ma giáo hoàn toàn mới so với những tháng ngày trước đây. Hiện tại thì trong top tất thành đại chiến của chúng ta thì anh em bằng huynh đệ đang có số điểm cao nhất là 19 điểm. Sau đó thì anh em bằng Kim Long và đang bám người phía sau thì anh em bằng biển gọi. Còn anh em bằng ma giáo và Lương Sơn họ đang cố gắng giành tất cả để dồn cho anh em bằng biển gọi có thể đẩy lên được top cao nhất trong trận chiến này. Ở phía bên trong thì biển gọi cũng đang tập trung rất đông rồi. Vậy thì mình dự đoán được rằng Long Trụ của Tương Dương khả năng cao sẽ bất tử dưới tay của anh em bằng Lương Sơn, bởi sự góp mặt của cả ma giáo và cả biển gọi trong chiến trường của Tương Dương này. Tấn công vào thứ 12 giờ rồi. Cuộc giao tranh của anh em bằng huynh đệ và biển gọi đang được diễn ra ở phía khu vực 12 giờ này. Vậy là ý đồ đã được định đoạt rõ ràng rồi. Và cả ở phía khu vực 6 giờ đấy anh em ơi, cả ở phía khu vực 6 giờ là cuộc chiến của Kim Long và ma giáo. Trong khi đó thì cuộc chiến ở phía 12 giờ là biển gọi và huynh đệ. Vâng, những toán quân của anh em bằng Kim Long đã có thể khoan thủng được hàng phòng ngự của ma giáo rồi. Bây giờ thì các thành viên của họ đang có mặt tại Long Trụ này. Chỉ còn 7 phút nữa thôi thì Long Trụ này sẽ bất tử. Nhưng dưới một cuộc tấn công bất ngờ và nhịp nhàng đến từ Kim Long huynh đệ, họ đang tiếp cận rất gần Long Trụ này rồi. Long Trụ của Tương Dương, của Lương Sơn bây giờ thì chỉ còn 1/4 lượng máu nữa mà thôi. Vâng, một lần nữa thì anh em bằng ma giáo đã quyết định quay trở lại cứu chiến trường của Tương Dương rồi. Họ đang giao tranh cùng với anh em bằng Kim Long tại phía 6 giờ đây. Liệu có kịp không khi ở phía bên trong Long Trụ chỉ còn 1/6 lượng máu nữa mà thôi. Vậy là không kịp rồi. Cá mập, một thành viên đến từ huynh đệ đã có thể công phá được chiến trường của Tương Dương. Vậy thì trận đấu của chúng ta sẽ quay trở về con số 0.
Bây giờ thì không thành trì nào để bất tử được nữa. Vâng, Kim Long vẫn vậy. Họ đang thể hiện được một sức mạnh hủy diệt trong mỗi pha giao tranh. Mặc dù hôm nay anh em Băng Ma Giáo đã rất mạnh trong mỗi cuộc chiến, nhưng Kim Long không thể để cho họ dễ dàng cùng với anh em Băng Biển Gọn hoàn thành những mục tiêu của mình. Cuộc chiến bây giờ đang được diễn ra ở phía khu vực đầu cầu 6 giờ của chiến trường Tương Dương. Các thành viên của Kim Long sau khi đã công phá được dòng trụ của Tương Dương rồi thì họ đang nhắm tới Thành Đô. Thành trì đang nằm trong tầm kiểm soát của Ma Giáo. Từng đoàn người của Kim Long đang di chuyển một cách vội vã. Họ đang chạy đua cùng với thời gian. Đã bước được chân sang đất Thành Đô rồi. Hôm nay thì không biết chị Huyền sẽ khó thở hay Hùng Xóa Xăm sẽ phải chạy oxy đây. Các thành viên của Biển Gọi và Lương Sơn đang có mặt để công phá đi long trụ Tương Dương một lần nữa. Trong khi đó thì Kim Long đã tiếp cận được long trụ của Thành Đô rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi live stream của Việt Nam. Chúng ta đang đến với trận công thành chiến tại Cổ Mộ Đài. Trận chiến được diễn ra vào lúc 20:30 thứ 6 hàng ngày. Ở một diễn biến khác, thì em Bằng huynh đệ đang tập trung rất đông tại long trụ của Phương Cương này. Vâng, vậy là thành viên của Biển Gọi đã có thể bẻ gãy được long trụ của Tương Dương rồi. Trong khi đó thì anh em Bằng Kim Long đang có mặt tại Thành Đô. Và Kim Long cũng đã có thể hoàn thành mục tiêu tại chiến Thành Đô rồi. Họ đang di chuyển hướng Phượng Tường để cùng huynh đệ phòng thủ cho long trụ này. Phượng Tường cũng chính là một trong những trung tâm kinh tế bậc nhất tại Cổ Mộ Đài này, khi tới hàng trăm hàng nghìn ác giã tàu được bán đầu giải rác ở trong ngoại vị trí. Các thành viên của huynh đệ họ đã đưa quân đi sang hướng của Biện Kinh. Huynh đệ đang tiến vào hướng 3 giờ. Trong khi đó Biển Gọi sau khi đã công phá được long trụ của Tương Dương thì họ tiếp tục di chuyển về Thành Đô. Cả Lương Sơn nữa. Cuộc chiến của chúng ta đang diễn ra với một tốc độ có thể nói là chóng mặt. Còn anh em Bằng huynh đệ họ đang di chuyển và tiến gần tới long trụ của Biện Kinh rồi. Long trụ Biện Kinh bây giờ thì đang nằm trong tầm kiểm soát của Ma Giáo. Và anh em Bằng huynh đệ là những người đang cướp đi những gì quý giá nhất của anh em Bằng Ma Giáo đã có được trong thi đấu vừa qua. Và cảm ơn tất cả gần 1.000 em đang theo dõi live stream của Việt Nam, các em rất là nhiều. Và anh em dành tay có thể thả những cái tim, những cái like ủng hộ cho trận thi đấu các bang hội trong trận chiến ngày hôm nay. Bởi vì chuẩn bị tới đây ở chiến trường của Thành Đô sẽ có giao tranh, khi phía vụ vòng ngoài là em Bằng Kim Long và huynh đệ, còn ở phía vụ vòng trong anh em Bằng Biển Gọi. Dòng huynh đệ đang cưa đổ những giọt máu cuối cùng của long trụ Biện Kinh. Trận đấu của chúng ta đã diễn ra được một nửa thời gian rồi. Những phút tiếp theo sẽ là những phút hứa hẹn chuẩn bị giao tranh, khi các bang hội đã có thể cưa đổ được tất cả các thành trì để đưa trận đấu quay trở lại vạch xuất phát. Vâng, Kim Long. Hiện tại Kim Long đang có mặt tại phía khu vực ngã tư 12 giờ của Phượng Tường. Trong khi đó thì huynh đệ cũng đang đưa quân từ Phượng Tường và quay từ Biện Kinh và quay trở lại với Phượng Tường. Vậy thì khả năng cao thì tại đất Phượng Tường này chuẩn bị sẽ có những cuộc giao tranh bang hội được nổ ra. Còn cả Biển Gọi nữa,
điện gọi cũng đang phong tỏa phía khu vực giáp danh giữa Phượng Tường và Thành Đô, và đã có một cuộc chiến của anh em bang Ma Giáo Huỳnh Đệ ở phía khu vực giáp danh giữa Biển Kinh ở Phượng Tường đây. Cuộc giao tranh đang được diễn ra khi màu tím anh em bang Huỳnh Đệ và màu xanh anh em bang Ma Giáo. Chiến trường ngã ngũ, lực lượng của anh em bang Huỳnh Đệ vẫn còn quá là nhiều, trong khi đó thì màu xanh đang chuẩn bị có phần lấn át hơn rồi. Vâng, vậy là Ma Giáo đã có một chiến thắng thuyết phục cho Huỳnh Đệ tại điểm giao tranh này. Và đối thủ tiếp theo của Ma Giáo sẽ là anh em bang Kim Long ở phía khu vực Long Trụ của Phượng Tường này. Thành viên của Kim Long đang trái đều quân ở phía khu vực 6 giờ. Trong đó thì chuyển sang với chiến trường của Phượng Tường, cả Lương Sơn đã có mặt rồi. Ngay lúc này đây, Kim Long đã đưa hình của mình từ phía trung tâm vòng sang phía vòng ngoài, và họ chuẩn bị sẽ giao tranh cùng với Biển Gọi. Vâng, đây rồi, Kim Long đã có những xung đột đầu tiên của Biển Gọi tại phía khu vực ngã tư 6 giờ của chiến trường Phượng Tường. Và lần này Kim Long tiếp tục thể hiện được sức mạnh hủy diệt của mình, vì rất nhanh có thể tông nát đội hình của anh em bằng Biển Gọi tại nơi đây. Chúng ta có thể đoán định được ý đồ của Kim Long và Huỳnh Đệ trong trận chiến này. Nhưng Ma Giáo cũng đã có mặt ở Long Trụ rồi anh em ạ. Quá mải mê với cuộc chiến với Biển Gọi ở phía khu vực 6 giờ, thì Ma Giáo đã có một cuộc đột kích tại phía khu vực trung tâm của Long Trụ. Liệu rằng sau khi đã quá mất đi những nhân lực sau cuộc chiến với Biển Gọi, Kim Long có thể đối đầu được với Ma Giáo ở trong phía khu vực trung tâm này hay không? Ma Giáo đã sống lại dưới những sự bổ trợ kịp thời đến từ Lương Sơn và Kim Long. Kim Long đã thất thủ tại chiến trường của Phượng Tường này rồi. Sức mạnh của Ma Giáo hôm nay có thể nói là đẩy đến mức độ cao nhất. Và họ đang cố gắng tiêu diệt những giọt máu cuối cùng của Long Trụ Phượng Tường, nơi đang được treo cờ của anh em bang Huỳnh Đệ. Khá là lạ lùng vì chúng ta không thấy sự có mặt của anh em bang Huỳnh Đệ trong trận chiến này để phối hợp sát cánh cùng với Kim Long, những đồng minh thân cận của họ. Vâng, béo xóa xăm của thành viên của Ma Giáo đã cưa đổ Long Trụ của Phượng Tường rồi. Trong khi đó thì Biển Gọi cũng đang tạo một hàng phòng thủ dày đặc ở phía khu vực 6 giờ này. Em có thấy được rằng hôm nay lực lượng của Liên Minh Màu Xanh giữa Biển Gọi Ma Giáo đã tỏ ra vô cùng nhịp nhàng ở trong mỗi pha giao tranh. Rất đông đấy bạn, rất đông. Đó là những gì chúng ta có thể quan sát trực tiếp ở trên live stream Việt Nam lúc này. Chỉ còn tầm khoảng 2 phút nữa thôi thì trận công thành chiến này sẽ kết thúc. Và bây giờ thì đội quân của anh em bằng Ma Giáo Biển Gọi đang tiến về đất của Biện Kinh. Đã chặn đứng rất tốt những cuộc tấn công đến từ Ma Giáo ở phía 12 giờ này. Bây giờ thì họ đang di chuyển về phía khu vực trung tâm của Phượng Tường. Long Trụ Phượng Tường bây giờ đang nằm trong tầm kiểm soát của em bang Ma Giáo. Nhưng rất nhanh thôi, nó sẽ bẻ gãy bởi các thành viên đến từ Kim Long. Từ
có thể biển gọi. Biển gọi đã có mặt kịp thời tại phía khu vực lòng trụ của Nguyễn Kinh này. Họ đã di chuyển hướng của Lâm An rồi. Rất đông thành viên Hòa Giáo đang tấn công vào lòng trụ của Kim Long tại Lâm An. Trong khi đó thì Kim Long vẫn đang mải mê với cuộc chiến ở Phượng Tường. Còn Biển Gọi đang tập trung ở Biện Kinh. Cảm ơn tất cả mọi người em đang theo dõi live stream giữa Việt Nam. Chúng ta đang đến với trận chiến tại Cổ Mộ Đài này. Trận chiến của các đại bang trong trận công thành, và cũng chính là trong sự kiện thất thành đại chiến đang diễn ra, với tổng giải thưởng lên tới cả hơn 100 triệu đồng. Giải nhất sẽ là 30 triệu và 3 dòng kim môn phái. Giải nhì sẽ là 20 triệu và 2 dòng kim môn phái. Giải ba sẽ là 10 triệu và 1 dòng kim môn phái. Và giải khuyến khích sẽ là 5 triệu đồng. Vâng, các thành viên của Kim Long đã tiến về hướng phía khu vực của Biện Kinh anh em ạ. Trong khi đó thì Biển Gọi đã đưa quân từ phía trung tâm Biện Kinh sang hướng của Phượng Tường. Những pha đổi thành để có thể giúp cho các thành viên đua tốc của họ có số lượng EXP nhiều nhất có thể trong mỗi trận công thành chiến này. Cận lòng trụ của Biện Kinh rồi. Ma Giáo thì đã cưa đổ xong lòng trụ của Dương Châu. Bây giờ thì họ chuẩn bị quay về với đất của Lâm An. Rất đông em ạ. Em bằng Lương Sơn đã quyết định quay trở về chinh chiến cùng với màu cờ của Ma Giáo rồi. Ma Giáo sẽ quay trở lại với những tháng ngày huy hoàng tại Cổ Mộ Đài này. Và sức mạnh hủy diệt của Ma Giáo đã được thể hiện ở trong những trận đấu vừa qua. Họ không còn mong manh dễ vỡ giống như ở trong những trận công thành chiến trước nữa. Vâng, Ma Giáo đã đi qua đất Lâm An. Có lẽ mục tiêu của họ sẽ là phong thủ tại chiến trường của Lâm An này. Ở một diễn biến khác thì các thành viên của Kim Long, sau khi đã bẻ gãy được lòng trụ của Biện Kinh, bây giờ họ tiếp tục di chuyển sang hướng của Dương Châu. Lương Sơn vẫn đang làm rất tốt cái đội hình của mình, di chuyển nhỏ lẻ đi công phá các thành trì. Thấy được rằng Chu Chỉ Nhược, một thành viên của Lương Sơn, đã có thể công phá đi được Long Trụ ở thành Đại Lý lúc vừa rồi rồi. Tại lúc này đây thì anh em đang biển gọi, họ đang có mặt tại thành đô để khai thác vào Long Trụ của anh em bằng huynh đệ. Thành đô đã mất rồi, Biển Gọi đã để bẻ gãy được thành đô. Trong khi đó chúng ta đang có một cuộc chiến của huynh đệ cùng với anh em bằng Ma Giáo tại chiến trường Lâm An này. Một lần nữa thì anh em bằng huynh đệ quyết định chọn Ma Giáo làm đối thủ ở trong trận chiến ngày hôm nay. Chỉ có điều Ma Giáo hôm nay đã không còn là Ma Giáo của tuần trước nữa rồi. Một Ma Giáo đầy sức sống, một Ma Giáo sức mạnh hủy diệt đã có thể dễ dàng lun nát đi lực lượng của em bằng huynh đệ ở trong trận giao đấu vừa rồi. Có lẽ bây giờ thì chỉ có Kim Long mới xứng tầm cùng với Ma Giáo ở trong những trận chiến như thế này mà thôi. Tuy nhiên thì Kim Long đang di chuyển sang Lâm An từ hướng khu vực của Dương Châu. À.
chốt của Kim Long đã có mặt tại Lâm An này rồi. Từ phút tiếp theo hứa hẹn sẽ là cuộc giao tranh tại đất Lâm An. Thì ở phía khu vực bên ngoài là lực lượng em bang Kim Long tập trung ở phía vùng 6 giờ. Trung tâm lực lượng em bang Ma Giáo. Còn Biển Gọi, Biển Gọi đang có cuộc giao tranh cùng với huynh đệ tại chiến trường của Thành Đô. Hôm nay thì anh em bang huynh đệ đang giống như câu chuyện về bó đũa vậy. Họ đang tách lẻ đội hình của mình ra và dễ dàng bị bẻ gãy bởi lực lượng của Biển Gọi và cả Ma Giáo ở trong những cuộc chiến nữa. Chỉ có 15 phút nữa thôi thì tiếng còi kết thúc của trận công thành chiến này sẽ được vang lên. Các bang hội đang chạy đua với thời gian để cố gắng mang lại thật nhiều thành trì mình trong sự kiện của thất thành đại chiến ngày hôm nay. Vâng, Kim Long đã sẵn sàng cho chiến lược ở Lâm An rồi. Họ đang tập trung ở khu vực 6 giờ này. Còn Ma Giáo đang ở trung tâm. Trong khi đó thì huynh đệ đang ở Thành Đô. Soái của mình có thể gửi thông điệp và chiến thuật tới các thành viên của mình, chuẩn bị cho những giờ phút giao tranh then chốt ở trong trận công thành chiến này. Kèm bằng Kim Long đang tập trung những số lượng đông đảo tại phía khu vực 6 giờ của chiến trường ở Lâm An. Ở đó thì Ma Giáo đang tập trung rất đông ở phía khu vực Long Trụ này rồi. Biển gọi hiện tại bây giờ đang ở đất của Biển Kinh. Họ đang công phá vào lòng trụ của anh em bang Kim Long. Vâng, đã có anh em bang huynh đệ xuất hiện rồi. Bang huynh đệ đang đưa quân vào để hỗ trợ cùng với liên minh của mình tại chiến trường Biển Kinh này. Vâng, một pha xoay chuyển hình đẹp của Biển Gọi thì họ quyết định vòng hướng 12 giờ và quay xuống 6 giờ này. Còn 12 phút nữa thôi thì trận công thành chiến này sẽ kết thúc. Và trong trận đấu này thì huynh đệ đang hoàn thành mục tiêu của mình, đã đẩy lùi Biển Gọi là chiến trường của Biển Kinh này. Vì sao thì Kim Long không tấn công vào Lâm An nữa, họ quay trở về Dương Châu rồi. Một sự thay đổi chiến thuật bất ngờ, một pha quay xe đến từ anh em bang Kim Long. Họ không tấn công vào Lâm An và bây giờ thì quay trở lại với phía khu vực của Dương Châu. Vâng, đã có giao tranh của Kim Long và anh em bang Ma Giáo tại chiến trường của Dương Châu này, thì những giọt máu cuối cùng đã được giữ lại rồi. Sự quay trở lại kịp thời của Kim Long để giữ cho mình một long trụ. Thank you.
Kim Long đã đưa quân đi ra hướng 3 giờ, và hướng của họ muốn đi tới là chiến trường của Tương Dương. Trong khi đó chúng ta sẽ chuyển màn hình sang phía khu vực của Phượng Thượng, nơi đang có cuộc giao tranh giữa Biển Gọi và huynh đệ được tạo ra. Tuy nhiên thì Biển Gọi vẫn chưa thể nào hóa giải được lực lượng và sức mạnh của huynh đệ tại chiến trường của Phượng Thượng này rồi. Khi đồng hồ đã trôi về những phút cuối cùng trận công chiến ngày hôm nay, chỉ còn 10 phút nữa thì trận công chiến này sẽ kết thúc. Đang tập trung rất đông tại Lâm An này. Vậy là mục tiêu của ma giáo sẽ là Lâm An ở trong phút tiếp theo. Trong khi đó thì huynh đệ đang chuẩn bị giao tranh cùng với Biển Gọi tại phía cục trung tâm của thành Biện Kinh này. Vâng, vậy chính huynh đệ mới là người đã bẻ gãy được long trụ sau những nỗ lực của Biển Gọi. Và khi long trụ trắng máu thì anh em bằng huynh đệ đã quay trở về với chiến trường Biện Kinh để cướp tay trên của Biển Gọi. Một pha tấn công rất thay huynh đệ. Công sức của Biển Gọi đã đổ sông đổ bể rồi. Kim Long đang công khóa đi Long Trụ này. Hôm nay Tương Dương chính là thành trì được treo thưởng với số tiền 1.000 xu. Để tất cả các bang hội đang thèm khát có được nó, 1.000 xu sẽ là một nguồn thu nhập đáng kể sau trận công thành chiến này dành cho mỗi bang hội. Và hiện tại thì Kim Long đang là bang hội có lợi thế ở trong việc chiếm giữ được nó. Bây giờ thì họ tiếp tục di chuyển hướng của thành đô. Đây rồi, Biển Gọi đang đưa quân của mình từ hướng thành đô sang phía của Phượng Tường. Long trụ Phượng Tường đang có cuộc giao tranh của em bằng huynh đệ và Biển Gọi em ạ. Biển Gọi đang tỏ ra khá là mong manh trong mỗi cuộc giao tranh. Khi lần này thì họ tiếp tục thất bại dưới huynh đệ tại chiến trường của Phượng Tường này. Huynh đệ đang đưa quân của mình quay trở về với Biện Kinh. Mảnh đất sẽ cho họ một tấm vé để tham gia vào trận quốc chiến tiên tử được sẽ diễn ra vào thứ hai tuần tới. Bởi vì ngay lúc này tại chiến trường của Lâm An thì ma giáo đã sẵn sàng để tử thủ đến giây phút cuối cùng rồi. Sự theo kèm rất sát đến từ huynh đệ nhắm vào Biển Gọi để cho Biển Gọi không thể chi viện cùng với ma giáo ở trong những cuộc chiến khác.
Hiện tại thì Biển Gọi đang đưa đội hình của mình phân chia thành nhiều mảnh, vì thế thì họ dễ dàng bị bẻ vụn bởi đội hình của anh em Bảng Huynh Đệ ở trong những tờ giao đấu gần đây. Và tại một diễn biến khác thì anh em Bảng Ma Giáo đã đưa quân của mình ra đến 12 giờ. Họ nhận thấy dấu hiệu tấn công từ Kim Long và không có cách gì phòng thủ tốt hơn là việc tấn công. Ma Giáo vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ phòng thủ được Long Trụ Lâm An này. Không hiểu sao những phút giây cuối cùng này thì Ma Giáo đã quyết định đưa đội hình của mình tiến sang đất của Dương Châu rồi. Họ bỏ ngỏ Long Trụ Lâm An của mình lại. Họ đang hướng về hướng của Dương Châu. Chỉ còn tầm khoảng 4 phút nữa thôi thì trận công thành chiến này sẽ kết thúc. Vâng, Long Trụ Dương Châu thì vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Ma Giáo anh em ạ. Nhưng họ sẽ cần phải quay trở về Lâm An sớm, bởi vì đã xuất hiện những sự dòm ngó của anh em Bảng Kim Long và Huynh Địa tại chiến trường này. Và ngay lúc này đây, tại phía khu vực Long Trụ của Lâm An thì đang có một cuộc tấn công đến từ thành viên của Kim Long, nhưng Ma Giáo cũng đã quay trở lại kịp thời rồi. Đội hình của Ma Giáo đang tiến về từ 6 giờ. Với lực lượng như thế này thì Kim Long không thể nào có thể cản phá lại những bước tiến đến từ Ma Giáo được. Khả năng cao thì Ma Giáo này sẽ chiếm được Lâm An. Trong khi đó thì anh em Bảng Biển Gọi họ đang quay sang với chiến trường của Biện Kinh. Biện Kinh hiện tại thì vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Huynh Đệ. Khoảng 2 phút nữa thôi thì cục diện của trận đấu sẽ được quyết định bang hội nào sẽ chiếm được các thành trì quan trọng. Kim Long bây giờ thì đang có mặt tại đất của Tương Dương. Kim Long đang có mặt tại Tương Dương rồi. Hôm nay Tương Dương đang treo thưởng số tiền là 1.000 xu. Và đích đến của các bang hội đang dồn hướng vào Tương Dương. Ma Giáo đã một pha di chuyển đi qua Dương Châu để hướng về Biện Kinh. Vậy là không chỉ Lâm An, mà mục tiêu của Ma Giáo trong trận công thành chiến này là cả Biện Kinh nữa. Hơn 1 phút nữa thôi. Vâng, vậy là Kim Long đã chiếm được Tương Dương từ tay của Lương Sơn rồi. Vâng, các thành viên của Kim Long họ đang di chuyển hướng Phượng Tường. Kim Long đã bước chân được sang đất của Phượng Tường rồi. Phượng Tường sẽ là thành trì đổ máu khá cao. Chúng ta rằng
xuất hiện cả biển gọi và kim long tại chiến trường của Phượng Tường này. Hiện tại thì Long Trụ đang nằm trong tay của biển gọi, thì các thành viên của Kim Long họ đang có mặt rất đông rồi. Chỉ tầm khoảng 30 giây nữa thôi thì trận chiến này sẽ kết thúc. Liệu rằng Kim Long có kịp thời đam trụ hay không? Vâng, vậy là trận công thành chiến của chúng ta đã kết thúc rồi. Vâng, rất nóng lòng. Không chỉ anh em mà mình cũng đang rất nóng lòng để xem kết quả của trận công thành chiến này như thế nào. Vâng, vậy là ma giáo đã quay trở lại thực sự rồi. Ma giáo đã chiếm được cả Dương Châu và Lâm An. Trong khi đó thì huynh đệ lần này thì chỉ có Biện Kinh mà thôi. Biển gọi thì chiếm được cả Thành Đô và Phượng Tường. Lương Sơn thì chiếm được Đại Lý và Kim Long thì chiếm được Tương Dương. Vâng, một kết quả xứng đáng với các nỗ lực của các bang hội ở trong trận chiến ngày hôm nay. Trận đấu đã ngã ngũ rồi. Mình xin công bố lại. Đó là ma giáo thì được Dương Châu và Lâm An. Huynh đệ thì được Biện Kinh. Biển gọi thì được Phượng Tường và Thành Đô. Lương Sơn được Đại Lý và Kim Long được Tương Dương. Vậy trong trận công đại chiến này thì thắng lợi đang có phần nghiêng về phía liên minh của ma giáo Biển gọi Lương Sơn hay không? Thì họ đang chiếm tới 5 trên 7 thành trì của Cổ Mộ Đài ngày hôm nay bằng những nỗ lực xứng đáng với những gì mà họ đã có được ở trong trận công đại chiến này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cao thủ để đi săn bot em ạ. Đi săn bot Lâm An. Thành viên đang có mặt tại Lâm An để đi săn bot. Đi đâu đây, chạy đâu ra ngoài này. Vâng, đây rồi, tại Lâm An. Vâng, Mạnh Thư Lương đang có mặt tại 146-174 của Lâm An. Đánh thôi anh em. Chờ đợi cái gì nữa, lao vào mà hốc thôi. Chúng ta đã có một cuộc công thành chiến vô cùng là máu lửa rồi. Với những thắng lợi của mỗi bang hội trong chiến thuật của họ, và bảng xếp hạng của Thất Thành Đại Chiến sẽ thay đổi sau trận đánh này. Và em đừng quên rằng chúng ta chuẩn bị sẽ có một server 2, server Quang Minh Đỉnh, nối tiếp những thành công đến từ Gồm Đài này. Sau gần 10 tháng điều hành bởi Vít Việt Nam thì server Quang Minh Đỉnh sẽ chính thức open vào lúc 11 giờ ngày 14 tháng 5, cái này sau đây tầm khoảng 8 ngày nữa. Và bản test chúng ta sẽ được khai mở vào ngày 8, anh em có thể tải game và trải nghiệm. Và nhận được nguồn tin thì ngày 9 tháng 5 này thì tại Dịch Việt Nam sẽ thành lập ra một quỹ từ thiện dành cho các hoàn cảnh khó khăn tại Dịch Việt Nam như ở toàn bộ Việt Nam. Và hoàn toàn thì số tiền quỹ này thì đều được trích ra bởi ban điều hành của Dịch Việt Nam. Anh em không cần phải đóng góp gì cả. Chỉ có điều chúng ta sẽ sử dụng số tiền đó để hỗ trợ cho những mảnh đời khó khăn hay những tình huống éo le của mỗi thành viên trong server của Cổ Mộ Đài này, hoặc là ở trong mọi miền Tổ quốc. Vâng, để tránh các vấn đề sau kê thì Dịch Việt Nam đã bỏ toàn bộ số tiền cho quỹ này. Ta nói rồi, không chỉ ở trong cuộc sống mà cả trong game nữa. Thế giới này không thuộc về những người có tiền, không thuộc về những người có quyền, mà nó chỉ thuộc về những người có tâm thôi. Chúng ta đang gây dựng một hình ảnh của server Cổ Mộ Đài
vô cùng là xanh chín và là một mảnh đất đầy yêu thương để kết nối tất cả anh em ở trong diễn Việt Nam. Anh em rất là nhiều. Anh em đang có mặt tại Thành Đô để sang robot tiếp theo. Sáu này thì bot sẽ xuất hiện vào lúc 9:30 để cho các cao thủ săn bot đúng rồi. Và mình xin nhắc lại là vào ngày 9 này thì giống theo tiếp nối của tấm lòng của người dân Việt Nam, móc được da vàng chúng ta đoàn kết, chịu thương chịu khó, đã trải qua bao nhiêu khó khăn lịch sử để hình thành nên mảnh đất Việt Nam hòa bình như thế này, và để có những tháng ngày anh em có thể dễ dàng trải nghiệm game. Thì từ ngày 9/6/2022 thì ban quản lý Việt Nam sẽ trích ra một phần doanh thu hàng tháng để làm quỹ. Quỹ này sẽ ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, có thể là trong cộng đồng Việt Nam hay tất cả mọi miền tổ quốc. Và hoàn toàn số tiền quỹ này thì đều được bỏ ra từ Việt Nam, anh em không phải đóng góp gì cả. Mà nếu anh em nào có tâm đóng góp thì ban quản trị cũng không nhận, để tránh những vấn đề về sao kê và ảnh hưởng tới vẻ đẹp và tính thương lương của sự kiện này. Các em rất là nhiều, các bang chủ, các thành viên trong bang hội của mình, nếu thấy rằng xuất hiện những mảnh đời, những khó khăn của các bang hội như thế nào thì có thể đi bóc fanpage để nhận các hỗ trợ từ Việt Nam, các em rất là nhiều. Đây rồi, bot tiếp theo đang có mặt ở khu vực phượng ở lượng của sân bay Nam này. Rồi cảm ơn tất cả hơn 300 anh em đồng có tài chính Việt Nam, chúng ta đã có được thời gian rất hay rồi, thắng lợi các bang hội trong ngày hôm nay. Liên minh Biển Gọi Ma Giáo và Lương Sơn đã có một trận đánh thuyết phục, họ đã chiếm được 5/7 thành trì, trong đó Kim Long và Huy Đệ chỉ chiếm được 2 mà thôi. Đua đang bám đuổi rất sát sao. Các bang hội sẽ còn 3 tuần nữa để hoàn thành chặng đua của mình, cả nhất sẽ là 30 triệu và bao dùng môn phái. Đấy thì sẽ 20 triệu và 2 số hồng kim môn phái. Đấy ba sẽ là 10 triệu và 1 số hồng kim môn phái. Rồi vậy là 3 con bot bị tiêu diệt rồi. Đó là Mạnh Thương Lương, Yên Hiểu Trái và Gia Lực Tự Ly, sẽ còn Cố Bách và Lam Y nữa. Xin phép dừng livestream ở đây, em rất là nhiều. Và hẹn em ở những livestream tiếp theo trên Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.